Tôm này làm gì ăn vậy trời? Tôm càng xanh nha các bạn. Dịch bệnh nè, dịch bệnh nó bắt tôm càng xanh nè các bạn ơi. Đó. Đó là tôm này dương quá, con tôm này dương quá các bạn. Đó. 250g phải không? Ừ. 250g tôm nè các bạn ơi. Má ơi, dương quá con tay một. Giỡn nha cả nhà. Tôm càng xanh đó.